Xin chào mọi người ha. Mình giới thiệu tiếp đến mọi người cái con X390. Cái con này là lựa trong cái đám mà mình cảm thấy nó cũng tương đối sạch đẹp, dàn trai thích máy đẹp ha. Nói chung tiền nào của nấy thôi, cái con đẹp thì nó đắt hơn chút, nhưng mà ai khó tính thì mình lấy cái mấy cái con máy đẹp này. Cái vỏ thì cũng tương đối sạch sẽ nè. Đã qua sử dụng thì nó cũng có cái vệt hơi mòn bóng nhẹ đã qua sử dụng, nhưng mà nhìn thì nó cũng như vậy là cũng gọi là tương đối đẹp rồi mọi người. Nó không thể nào mà như mới được, nhưng nó không hề trầy nặng hay bể vỡ. Còn cái dấu mà mòn bóng nhẹ đã qua sử dụng thì đôi lúc nào nó cũng có hết trơn, hầu hết trên cái dòng này nó như vậy, tùy theo cái hướng nhìn mà mình nhìn thôi. Nó hơi bóng nhẹ cho nên mà nhìn nó tương đối sạch sẽ nha. Đây nè, thấy vậy nhưng mà nó cũng không có đáng kể gì hết, nó vệt hơi bóng thôi chứ cũng không phải xước nữa, nhìn sạch sẽ nha. B336 là mã mà đặt cho máy. Giờ vô bên trong nha. Đây mọi người thấy bên trong là rất là sạch đẹp. Đây nè, phím dường như người ta không có sử dụng luôn, còn rất là đẹp, không bị bóng mòn hay gì hết nha. Mình có tặng tấm dán phím quốc tế, mọi người dán vào là rất là đẹp. Bàn rê chuột cũng đẹp nè, mình cũng lượm ở trong cái đám i5 Vero Gen 8 X390 ha. Vẫn là mẫu sản xuất 2020 chứ, như mọi X390 khác thôi. Màn hình Full HD đẹp tươi cực kỳ. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu đến mọi người cái cấu hình của máy. Cái này là i5 nè, Gen 8 nè, RAM 8GB, SSD là 256GB. Như mọi video mình thường review về X390 thôi. Và màn đẹp không có lỗi làm gì, bản màn Full HD. Máy sản xuất 2020 nha. Pin trên 3 giờ, máy kèm sạc zin. Chẳng qua cái con này mình quay cho mọi người, nó là A336 là mình cảm thấy nó đẹp. Và mình lựa thôi, ai thích hàng lựa thì mình thấy cái này cũng là ok, đẹp. Mình báo giá mọi người máy hoạt động hoàn hảo cho X390, con máy này 5 triệu. Ai chốt thì inbox mình, mua hàng cọc 1 triệu, còn lại mình ship code nha. Mọi người nhận hàng, kiểm tra hàng rồi thanh toán số còn lại cho bưu điện. Mọi người nè, máy tương đối sạch đẹp. Nói chung là cái máy nào nó sạch là nó sạch từ đầu tới cuối luôn á. Đây nè. Rồi, ok mọi người, ai chốt thì nhắn qua Zalo cho mình nha. Mua hàng cọc 1 triệu, mọi người nhận hàng, kiểm tra hàng rồi thanh toán số còn lại cho bưu điện. Cảm ơn mọi người nhiều.